Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yumio. Mỗi năm Tết đến xuân về á thì mọi thành viên trong gia đình thường sum họp bên nhau nè để thưởng thức những miếng bánh chưng, bánh tét thơm ngon, nhâm nhi các loại mứt Tết và gửi đến nhau những lời chúc tốt lành. Ngoài mứt gừng á thì mứt dừa cũng là một trong những loại mứt phổ biến được nhiều gia đình lựa chọn để chiêu đãi khách vào những dịp Tết. Hôm nay vào bếp Nhâm sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món mứt dừa non vị sữa. Mứt sau khi làm xong á sẽ có vị dẻo, thơm và mềm hơn so với mứt dừa thông thường. Trên đây là tất cả những nguyên liệu cần dùng để làm món mứt dừa. Công thức chi tiết á mình có chia sẻ ở phần mô tả, các bạn có thể vào để tham khảo thêm. Bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng làm chung với mình luôn nha. Để làm mứt dừa á thì mình có chuẩn bị 800g dừa non. Phần dừa này mình đã cạo sạch lớp vỏ màu nâu phía ngoài. Dừa non dùng để làm mứt á, thì mình sẽ chọn những trái dừa có cua dừa mềm nè và có màu trắng tươi. Mình sẽ cắt dừa thành những miếng nhỏ có độ dày khoảng 0,5 cm. Cắt dừa thành những cái sợi nhỏ, mình cũng có thể không cần sử dụng thớt ha. Dùng dao á, và cắt theo cách này á, thì mình cảm thấy nhanh hơn. Dừa mình cũng đã cắt sợi xong rồi, giờ mình sẽ đem đi rửa ha. Mình rửa tầm khoảng 5-6 lần đến khi thấy phần nước trong lại và không còn đục như nước vo gạo. Như vậy là đã đạt rồi. Dừa cũng đã rửa xong rồi, giờ mình sẽ đi nấu nước sôi để luộc dừa. Nước đã sôi rồi, mình cho hết cái phần dừa này vào luộc ha. Mình dùng đũa trộn lên đều tay và luộc trong khoảng 5 phút. Sau khi luộc được 5 phút, mình đậy nắp kín lại và ủ trong khoảng 10 phút. Mình ủ như vậy để cho dừa sẽ tươm hết cái phần dầu ra. Dừa sau khi luộc xong á và ủ trong vòng khoảng 10 phút. Bây giờ mình sẽ vớt dừa ra nè và cho vào trong cái thau nước lạnh. Sau khi đợi cho dừa ráo hết nước rồi á, giờ mình cho dừa vào trong một cái nồi và chuẩn bị ướp đường. Với 800g dừa, mình sẽ sử dụng là 400g đường để ướp và mình chia làm 2 lần ha. Mình trộn đều lên á để cho dừa thấm đường. Sau khi trộn đều dừa với đường rồi á, mình đậy nắp lại và ướp trong khoảng 6 tiếng. Sau khi ướp được khoảng 6 tiếng á, đường cũng đã tan hết thành nước nè và dừa cũng đã ngấm đường rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xên mứt ha. Cho hết đường và dừa vào chảo, đầu tiên thì mình sẽ xên ở mức lửa cao nhất. Trong lúc xên, mình dùng đũa và liên tục đảo đều tay. Khi thấy cái phần nước đường sôi bùng lên, mình sẽ chỉnh nhiệt độ về mức lửa trung bình. Nước đường đã rút cạn lại rồi, mình cho thêm 3 muỗng canh sữa vào luôn ha.
Chỉnh nhiệt độ về mức lửa thấp nhất ha, và mình tiếp tục đảo đều tay để dừa không bị cháy. Đường đã khô lại nè và sắp tạo phấn rồi. Lúc này sên mình sẽ cảm thấy nặng tay. Đường đã bung phấn lên nè và phủ đều bên ngoài miếng dừa, như vậy là đã đạt rồi. Mình tắt lửa ha và tiếp tục đảo đều tay. Để món mứt dừa của mình sên xong á, ăn được lâu và không có bị ướt á, thì mình sẽ sên lại lần hai. Mình rang lại trong khoảng 15 phút ở nhiệt độ thấp nhất. Và thời gian rang sẽ tùy thuộc vào số lượng mứt nhiều hay ít ha. Mứt sau khi rang xong mình sẽ dàn đều ra và đợi cho mứt thật là khô mình mới cho vào trong cái hũ thủy tinh và bảo quản để ăn dần. Như vậy là món mứt dừa non vị sữa mình đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít mứt ra dĩa ha và mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Mứt sau khi làm xong cầm vào mình cảm thấy có độ mềm và dẻo. Bên ngoài phủ đều một lớp phấn trắng, bên trong thì không có bị khô. Mình mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình luôn nha. Vừa ăn vào mình sẽ cảm nhận được vị thơm của sữa nè, mềm và dẻo nữa. Món mứt dừa với nguyên liệu dễ tìm và cách làm rất là đơn giản. Nếu có thời gian các bạn hãy thử vào bếp và làm mứt dừa để chiêu đãi cho những người thân vào dịp Tết cổ truyền này nha. Chúc các bạn thành công với công thức mình vừa chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo nữa nhé.